Xin chào tất cả các anh em. Như hôm trước mình giới thiệu với anh em về các bài học về PHP, như là lập trình hướng đối tượng rồi các vấn đề về PHP cơ bản. Thì hôm nay mình cũng nói trên diễn đàn là mình sẽ cố gắng là nghiên cứu và trao đổi học tập với cùng với anh em. Bài học thì mang tính chất là trao đổi và tìm ra những cái điểm mới trong các framework. Thì mình đang nghiên cứu mấy framework, ví dụ như là Cordina và Laravel. Thế thì nói tên tiếng Anh nó hơi khó vì mình tiếng Việt nó cũng hơi bị líu lưỡi. Thế nhưng mà Cordina là một framework mà giúp các bạn hình thành một cái tư duy lập trình tương đối tốt. Thì chúng ta thấy là Cordina đã trải qua rất nhiều cái phiên bản khác nhau. Hiện nay thì trên mạng nó đã ra cái phiên bản thứ 4.0. 4.0 là một phiên bản tương đối là hay vì qua một thời gian thì Cordina chính là cái nền tảng mà để cho các framework khác họ có hứng khởi và họ lấy làm cái chốt, cái gốc để họ đẩy ra các framework khác dựa trên cái nền tảng của Cordina. Thì Cordina bây giờ hiện giờ này nó tương đối là mạnh để cho các bạn có thể xây dựng các ứng dụng riêng rất là nhanh. Đặc biệt là nó hỗ trợ tương đối thêm nhiều tính năng mới trong cái bản mà Cordina mới này. Thế thì chúng ta thấy là chúng ta vào trang chủ của Cordina. Thì ở đây đã ra cái bản năm nay thì đã ra bản Cordina 4.0 Alpha. Thì các bạn sẽ tải nó về. Đấy. Các bạn tải nó về và các bạn dùng. Thì khi tải về thì chúng ta thấy là trong diễn đàn này thì họ cũng đã post lên rất nhiều bài báo và đã khởi động được rất là nhiều cái họ bắt đầu vào xây dựng dự án dựa trên cái bản Cordina này. Thì ở đây chúng ta thấy là bao gồm có cả gỡ lỗi này, vân vân các thuộc tính mới này mà các bạn cần thấy thì các bạn sẽ vào cái trang này các bạn đọc. Đấy. Rồi sau đó thì các bạn sẽ download nó về. Để download về thì các bạn nhấn vào cái zip này. Đấy, để các bạn có thể tải nó về. Thế thì khi tải về thì chúng ta sẽ chờ tải về. Nó cũng cho chúng ta cho phép chúng ta cài đặt bằng cách là dùng composer như là Laravel, đúng không? Laravel. Đấy, chúng ta cũng sử dụng như thế. Thì ở đây khi tôi tải về các bạn này, ở đây thì tôi đã lấy về và tôi đã sử dụng, thấy cảm thấy là tương đối dễ chịu, đấy, tương đối dễ chịu. Thế thì tải về thì tôi cũng cho vào trong này. Bây giờ tôi cũng chưa làm cái gì cả, mà bài hôm nay là chúng ta cùng cố gắng để khám phá ra tính năng của nó. Thế thì chúng ta thấy là tôi quen thành cầu thế thì chán quá. Ở trên này thì chúng ta thấy gồm có phần thư mục application của chúng ta, ứng dụng chúng ta gồm có là config dùng để cấu hình web, là controller. Controller ở đây là một cái điều khiển, nó giống như là người gác cổng và điều phối luồng dữ liệu trên router để chúng ta router để chúng ta có thể điều phối trang web cần đến đâu, đi đến đâu vân vân. Về database thì chúng ta sử dụng nó cũng có migration và seed. Cái này dùng cho các bạn có thể dùng soạn thảo để tạo ra nhiều cơ sở dữ liệu khác nhau trong trong lúc chạy code vân vân. Đấy. Thế còn phần model là chính là cái nền cái công việc chính của chúng ta, đó là nó nằm ở dưới tầng vật lý, nó có khả năng là tạo ra lấy dữ liệu từ database và thao tác truy xuất trên dữ liệu như là cập nhật, sửa, xóa, thêm, chèn, vân vân. Thì của model phần view của chúng ta là liên kết các trang web tĩnh và nó sẽ tải ra cái hướng động cho các phần mà chúng ta chính là quản lý về
HTML, CSS vân vân thì nó nằm ở trong view này. Đấy. Thì qua bài hôm nay thì tôi giới thiệu qua các bạn là chúng ta sẽ xem ở trong này một mặc định là như nào. Thì bây giờ chúng ta vào phần controller có tên là home. Home đây thì chúng ta thấy là home ở đây hoàn toàn khác so với cái phiên bản cũ. Họ đã sử dụng là namespace để đặt ra, chúng ta chú ý nhé, namespace đây là dùng để quản lý các lớp, trong đó lớp home này thuộc namespace app controller. Đấy. Class home của chúng ta ấy, thì khi mà nó được đặt ở trong namespace, các bạn chú ý nhé, thì khi gọi ra chúng ta cũng phải cho gọi namespace ra, bởi vì nó nằm ở trong đây thì nó sẽ tránh xung đột với một lớp home nào đó ở một namespace khác. Đấy, thì nó phân biệt là như vậy. Nhưng mà nếu cùng namespace thì chúng ta có thể thêm rất nhiều các phương thức hay thuộc tính bổ sung cho namespace rất là tốt. Đấy. Thế thì chúng ta thấy là thay vì last view như phiên bản trước thì nó sẽ, chúng ta chỉ cần ghi là trả về một cái view, ở trả về view như này. Đấy. Hoặc là chúng ta có thể chúng ta nhìn thấy là lệnh tương đối đơn giản, hoặc là nó cũng có thể như là chúng ta chọn eco view vân vân. Đấy, eco rồi vân vân. Thì ở đây chúng ta chọn là return view index. Thì bây giờ chúng ta thấy này, khi đưa vào nhé, thì tôi chạy cho nó, thì chúng ta nhìn thấy này, đường dẫn của gốc của website chúng ta là đến phần cardinal, tôi đặt tên là thư mục của tên là cardinal 2, ở số 2, và public index nó nằm, tất cả file index này nó nằm ở trong thư mục public để sau này chúng ta có thể đưa lên trên mạng. Thì sau khi mà nó gọi ra home, chúng ta chú ý nha, trên đường dẫn đường URL hay around này thì nó chính là cái ký tự đầu tiên của lớp ấy, là nó ký tự thường, nhưng mà chúng ta viết ở bên trong phải là ký tự hoa, chúng ta viết bên trong đây là ký tự hoa là home đây. Đấy, home đây. Thế thì tôi gọi là hôm nay, nhưng mà đây là phương thức là index. Index là mặc định thì cho nên là chúng ta không cần phải có index nữa. Ví dụ các bạn có thể là index index đó. Thì nó sẽ ra một cái đây, nó liên quan đến cái phần router để chúng ta sẽ điều chỉnh sau. Thế còn home ở đây thì chúng ta nhìn thấy nó như này. Đấy. Đấy, tôi xóa đi thì nó gọi index ra. Đấy. Và chúng ta sẽ xem hướng dẫn guide trong này. Các bạn có thể tự học trong cái phần hướng dẫn của họ. Bởi vì mỗi một phần mềm hay mỗi một framework họ ra thì họ đều đưa cho chúng ta cái bản hướng dẫn. Chúng ta có thể đọc và chúng ta làm trên nó. Bây giờ tôi sẽ tiếp tục, tôi đánh phần home, tôi xem thử xem có ra. Đấy. Thử ở đây nó chính là ở trên URL. Bây giờ tôi vào phần router để tôi điều khiển cái phần này. Home. Đấy, chúng ta nhìn thấy là home index index này. Đấy. Rồi bây giờ chúng ta có thể là copy, chúng ta chọn xuống đây tạo một cái nữa đúng không? Home, rồi tôi cho thêm cái gọi là thử. Đấy. Thì nó sẽ ra. Nó chưa ra đúng không? Vậy thì tôi phải cho một cái nữa là chúng ta nhìn đây nhé, chúng ta nhìn đây xem nó là gốc index home thử. Rồi. Vậy thì chúng ta sẽ lấy ra một cái chúng ta sẽ xem cái home và thử của nó sẽ ra sao. Thì bây giờ ta sẽ vào đây, ta thử home vào đây nhé. Đấy.
Tôi thử như này, thử lên như này. Rồi, chúng ta thấy là cái router chúng ta điều chỉnh nó đã ra là chào các bạn. Thì ở đây chúng ta thấy là trong phần controller của chúng ta. Đấy, thử chào các bạn. Hay là tôi gọi là chào anh em trong diễn đàn để thử xem. Chào anh em trong diễn đàn. Ok. Rồi bây giờ chúng ta chạy lại cái này. Chúng ta chạy đó. Chào anh em trong diễn đàn. Vậy thì chúng ta thấy là cái router của chúng ta đã đưa chúng ta điều hướng chuyển đến trên around rất là dễ đúng không? Home thử home gạch vân vân. Các bạn có thể chọn này, ví dụ tôi thêm một cái nữa là home index chẳng hạn. Rồi bây giờ tôi home rồi tôi cho là index. Đấy. Đấy thì các bạn thấy là nó cũng đều cho chúng ta một cái kết quả như vậy, tôi đoán là như vậy. Index. Đúng không? Và ra luôn. Đấy chứng tỏ là cái này là chúng ta sẽ xét từng trường hợp để nó duyệt phía trên nó gặp nó sẽ đưa ra. Và cái router này là để làm gì? Là để nó chỉ rõ cho chúng ta từng segment trên URL. Đấy. Segment là những cái phân đoạn này này. Đấy. Phân đoạn. Segment này là chính là đường dẫn trên phân đoạn này để cho chúng nó điều hướng website để nó chỉ rõ định danh ra. Còn nếu mà chúng ta không có router thì nó rất router nó sẽ rất là khó để nó biết được. Đấy. Thì bây giờ chúng ta lại tiếp tục khám phá phần tiếp theo. Bây giờ chúng ta sẽ nói về controller là như vậy. Controller có thể gọi các trang web hiện ra để chúng ta thấy là các trang này là ví dụ như là trang chúng ta trình bày nó tương tác với người dùng đấy. Sau khi mà chúng ta lập trình xong thì nó sẽ tương tác, ví dụ trang index này, trang home này, trang vân vân. Nói chung là chúng ta có thể thao tác trên trên cái controller này. Ở đây chúng ta thấy có ba controller. Đấy, home, page, vân vân. Thế thì để chúng ta làm một cái ví dụ nào đó để chúng ta hiểu rõ được vấn đề thì tôi tạo lên một cái controller có tên là new. Tôi chọn controller là new nhé. Rồi cho các bạn đặt tên là đây. Các bạn ghi chữ new. New là tin tức đấy. Đấy. Các bạn nhìn thấy controller đấy. Rồi. Rồi, chúng ta nhìn thấy là controller này ở đây thì các bạn nhìn thấy là nó rất là dễ thôi. Đúng không? Đấy, chúng ta sẽ điều khiển nó như thế nào. Thì bây giờ các bạn trang new này ấy, thì nó phải là extend. Extend là mở rộng ra từ đâu? Từ nó không phải là CI controller như phiên bản trước nữa mà nó sẽ chính là core đi core đi này. Đây. Core đi này. Đấy, và core đi này controller sẽ tiếp một phát nữa. Chúng ta chọn cái sẽ tiếp một phát nữa là controller. Đấy. Thì nó phải như này. Tức là lớp này nó nằm ở đây. Đúng không? Vậy thì bây giờ tôi sẽ dùng nó để tôi thao tác trên này, tôi chọn public function. Ở public function này tôi đặt tên là gọi trang. Gọi trang nhé các bạn, đặt tên tên phương thức này là gọi trang. Rồi gọi trang này không có tham số truyền vào. Đó, không có tham số truyền vào. Thế thì lúc này tôi chỉ cần là làm việc như này thôi. Tôi sẽ gọi cái trang có tên là tôi gọi trang xem là tôi gọi trang đây. Thì trong cái mục thư mục view của chúng ta tôi tạo lên một cái trang mới. Trang mới đây. Tôi chọn chọn một trang file tôi gọi đây là trang gọi là tin tức chẳng hạn. Đúng không? Tôi làm thử thôi, tin tức. Tin tức. Đấy, các bạn có thể đặt dấu hoa, dấu chữ thường được ở trong tin tức này các bạn có thể đặt rất là tốt. Ở đây thì chúng ta chọn một cái trang này. Rồi bây giờ tôi làm một trang web tĩnh chẳng hạn gọi là
ấy thôi, chúng ta thực hành thôi. Đó, tài HTML. Phần tiếp theo là tôi HTML một ngữ. Rồi tiếp theo tôi chọn header, title. Title đây tôi đánh là trang test. Chúng ta thử nhé. Test đúng không? Rồi chúng ta phần tiếp theo ở đây là tôi chọn, tôi cho thẻ body vào. Đấy, body vào. Ở đây chúng ta ghi là trang web đơn giản, hay là chúng ta gọi, chúng ta cho là H1 a simple web. Simple web. Thế thì để nó có thể view được lên trên này thì chúng ta ghi chữ tin tức ở đây. Đấy, tin tức đúng rồi. Bây giờ chúng ta lên cái phần new đây. Chúng ta sẽ chọn là echo view. Echo view nhé. Chúng ta mở ra là tin tức. Tin tức này nó nằm ở trong new đúng không? New. Thì vậy thì chúng ta echo view này, chúng ta phải có đường dẫn thư mục đến là new. Đấy. Và tin tức. Các bạn chú ý cho tôi là chúng ta đang đứng ở trong thư mục là new. Đấy. File tin tức này. Chúng ta không cần chấm đuôi PHP đây nha, chúng ta chỉ cần tên của nó thôi. Và nó nằm ở trong thư mục new. New thì nằm trong view. Và chúng ta echo view rồi thì nó nằm ở đây. Đúng không? Chúng ta chọn ở đây. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ ra ngoài, chúng ta sẽ gọi cái trang này ra. Bây giờ chúng ta gọi trang này ra. Thì để gọi ra thì tôi chọn là new. Tôi gọi là tin tức. Tôi chọn new. New là tên của controller. Đây, new. Và tôi đánh thêm chữ là gọi trang. Thì nó bảo là file not found, tức là không thấy tên của file đâu. Vậy thì chúng ta lại phải cho nó một đường dẫn controller not, gọi trang. Đây nó có sẹt ở dưới. Rồi bây giờ tôi chỉ cần thêm dấu cách này thôi. Đấy, đúng không? Đó, new nhá. New gọi trang. Rồi bây giờ chúng ta biết là ở nó chính là ở router đúng không? Ở chúng ta vào đấy chúng ta chỉnh điều kiện nó. Rồi bây giờ chúng ta chọn phần phía router. Rồi bây giờ chúng ta cho một đây. New tôi ghi chỗ này là tôi thêm một công thức, chọn này. Thì các bạn thấy là new này, sau đó tôi gọi chữ đây là gọi trang. Bây giờ chúng ta thử lên xem, chúng ta nhìn lưu gọi trang. Controller không có phương thức này. Rồi controller không có phương thức này. Chúng ta thấy là khi gọi trang thì nó không thấy cái tên cái phần web của chúng ta đâu. Đó. Đó, nó bảo file not found chẳng hạn. Thế thì tôi chỉ sửa ở cái phần này thôi, chúng ta cho new nhé. Xong rồi chúng ta cho phần đây là gọi trang. Gọi trang đây. Đấy. Thì chúng ta thấy là đây là tên của controller này, còn đây là phương thức gọi trang. Controller chính là một lớp đúng không? Chúng ta nhìn thấy tên lớp new và phần gọi trang là phương thức. Phương thức hay là một hàm đấy, một function đấy. Đấy, vậy thì chúng ta gõ ở đây chúng ta thấy này.
Simple Web đúng không? Các bạn nhìn thấy đây là tôi đã ra đây là một cái Simple Web, và các bạn có thể chỉnh về phía tin tức, chúng ta có thể cho thêm H2 chẳng hạn, chúng ta ghi là we are going going create a web by call vector đúng không? Rồi bây giờ chúng ta chọn như thế, và chúng ta chọn H2 set path. Rồi thì chúng ta đang đang tạo đúng không? Vậy là chúng ta đang chuẩn bị tạo một trang web, hay là chúng ta nói những cái gì ở phía này thì chúng ta đều có thể làm được đấy. Để các bạn sẽ nhìn thấy là sau khi xong rồi thì chúng ta kiểm tra lại trên phần new, chúng ta lại echo view nhá, vì trước của cú pháp của chúng ta là zip đúng không? Đấy, zip loss đấy, đấy loss, tôi đánh những o a loss rồi view nữa đúng không? Đấy chúng ta lại phải mất thao tác như này, nhưng bây giờ chúng ta không cần như thế, chúng ta chỉ cần là echo phương thức thôi đúng không các bạn? Vậy thì chúng ta đã thấy là khi gọi ra thì nó đã được như này. Đấy, các bạn thấy tuyệt vời không? Tức là đối với phần này thì chúng ta thấy là đã thấy là sự khác biệt. Tất cả những cái gì các bạn tạo trong thư mục view này thì các bạn nên cho vào những các thư mục con để nó có thể gọi ra tìm thấy. Đấy. Và tôi cũng nhấn mạnh là ở trong cần trong cái phần chúng ta nắm được cái quy tắc điều khiển này. Đây. Đây, điều khiển của nó đây, ở trong router của nó đây, chúng ta gọi ra nhé. Get home này, vân vân này, gọi trang này, index index này. Đấy, hoặc là những cái gì, đây là những cái tôi tự đánh vào theo đúng cái phần nó hướng dẫn thôi. Đấy, đúng hướng dẫn. Và chúng ta sẽ bài học đầu tiên tôi nói về controller và view thì các bạn sẽ quan sát ở đây và thấy là ngày hôm nay là chúng ta đã tìm hiểu bài đầu tiên. Và bài tiếp theo thì tôi sẽ xây dựng tiếp theo để chúng ta cố gắng là bám sát từng bài nhé, bám sát từng bài. Các bạn nhìn thấy này, khi gọi đây nhé, tôi nói này, home là tên của lớp trong controller, còn gạch tiếp theo là tên phương thức. Đấy, còn những cái phần dưới này tôi sẽ nói sau. Phần phía dưới này nó gồm có liên quan đến chuyển dữ liệu vân vân, rồi số, rồi dữ liệu là gì thì tôi sẽ nói trong phần sau. Còn phần hôm nay thì tôi giới thiệu các bạn đó là controller và view để chúng ta có thể thấy được những việc đó. Đấy. Rồi, ok, ngon lành đúng không? Chúng ta đã biết được là view và controller nó liên quan với nhau như nào, phương thức nó gọi ra như nào, và quan trọng nhất là trên đây là các segment trên array của chúng ta được gọi ra. Đấy, trên array gọi ra. Bài thứ hai thì tôi sẽ giới thiệu chúng ta về phần model liên quan đến controller và đến view như thế nào, để các bạn chú ý đón xem. Bài đầu tiên thì tôi cắt ngắn như này này để các bạn có thể nắm được, vì phiên bản 4.0 này tương đối hiện đại và các bạn có thể làm các trang web cho cá nhân mình cũng rất là tốt, và nó cũng không kém gì các framework khác, bao gồm nó cũng chúng ta tôi sẽ giới thiệu cái phần mà đưa CSS rồi jQuery vân vân và JavaScript vào bên trong trang ở bài tới. Chúc các bạn một buổi tối vui vẻ, hạnh phúc.